Tiếng kèn báo hiệu cho giải đua năm nay đã nổi lên tại Churchill Downs ở Louisville, Kentucky. Chúng là tín hiệu vui cho những người hâm mộ môn đua ngựa. Năm nay, câu lạc bộ ngựa Trung Quốc đang đặt cược lớn vào hai trong số những chú ngựa thuần chủng của mình là Audible và Justify. Đây là hai chú ngựa có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất tại Kentucky Derby năm nay. Kiến trúc sư Theo Akin tìm thấy niềm đam mê môn đua ngựa sau khi thiết kế một đường đua ở Dubai. Sáu năm trước, ông thành lập câu lạc bộ ngựa Trung Quốc này công việc thiết kế đó đã buộc bản thân tôi phải hiểu rõ không chỉ về các công trình các quy định trong đó mà nó buộc tôi phải hiểu cả về những chú ngựa và đã hiểu vì sao rất nhiều chủ ngựa lại phát điên về loại ngựa này. Với rất nhiều điều cần được tìm hiểu, ông Thiều đã hợp tác với Winstar Farm, một trong những cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhân giống ngựa thuần chủng và đua ngựa hàng đầu ở Kentucky. Câu lạc bộ ngựa Trung Quốc là một đối tác tuyệt vời. Họ rất hiểu biết về kinh doanh ngựa. Họ có những kỳ vọng thực tế. Họ hiểu những gì đáng để mong đợi. Và hai chú ngựa được yêu thích của họ sẽ tham gia cuộc đua vào thứ Bảy tới đây với kỳ vọng khá cao. Đường ngựa là một ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la, sử dụng hàng chục ngàn nhân công ở Kentucky. Một chiến thắng ở đây bởi một chú ngựa thuần chủng thuộc sở hữu của Trung Quốc có thể sẽ mở ra một thị trường mới và nóng cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Người Trung Quốc cực kỳ nhanh nhạy trong kinh doanh, họ sẵn sàng chấp nhận những rủi ro tài chính để có thể thu được mức lợi nhuận khổng lồ sau đó. Hiện tại, ông Thiều sẽ tập trung vào những gì mà người hâm mộ đua ngựa gọi là hai phút thể thao thần kỳ. Thắng hay thua, ông Thiều cũng có được những trải nghiệm rất thú vị. Có 16 con ngựa sẽ chỉ có một người chiến thắng. Điều gì nếu chú ngựa của bạn chỉ về thứ ba hoặc thứ tư và bạn sẽ phải chứng kiến phản ứng của mọi người khi chú ngựa của họ không thắng. Đó cũng là một bài học đáng giá để trải nghiệm trong cuộc sống. Justify có tỷ lệ cược là đặt một ăn ba cho chiến thắng tại cuộc đua Kentucky Derby lần thứ 144 diễn ra hôm 5 tháng 5 vừa rồi.